Xin chào các bạn. Ở video này Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và sử dụng ứng dụng Zoom để mà vào các cái cuộc hội họp online của hệ thống mình ha. Zoom là một phần mềm có thể chạy ở trên điện thoại di động, có thể chạy ở trên máy tính bảng cũng như là ở trên máy tính. Và mục đích của việc sử dụng ứng dụng này là để phục vụ cho các cuộc hội họp online. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tải ứng dụng Zoom về điện thoại di động của chúng ta ha. Do là phần lớn mọi người sẽ có điện thoại di động và không phải ai cũng có máy tính bảng hoặc là máy tính, cho nên video này Tâm sẽ hướng sự tập trung đến những anh chị đang sử dụng điện thoại di động ha. Hiện nay ở trên thị trường đang có hai chủng loại điện thoại phổ biến là iPhone và các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Bây giờ đối với điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ tải ứng dụng Zoom về bằng cách này. Trước tiên là từ màn hình của điện thoại, chúng ta sẽ vào kho ứng dụng App Store của Apple, vào ô tìm kiếm, gõ tên ứng dụng Zoom. Đây, ứng dụng mà có tên là Zoom Workplace thì các anh chị sẽ bấm nút tải vào đây ha. Sau đó đợi một lúc để mà điện thoại của chúng ta hoàn tất cái việc tải ứng dụng này. Như vậy là đã tải xong. Sau khi hoàn tất việc tải ứng dụng về máy thì cái nút nhận nó được chuyển thành cái nút mở và chúng ta chỉ việc bấm vào trong đây. Để tải ứng dụng Zoom lên điện thoại Android thì chúng ta sẽ làm các cái bước sau đây ha. Từ điện thoại của chúng ta sẽ vào cửa hàng Play, nhập vào trong cái ô tìm kiếm này cái chữ là Zoom. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái ứng dụng tên là Zoom Workplace. Ở đây các bạn thấy cái nút cài đặt nè, chúng ta sẽ nhấn vào trong đó và đợi một lúc để cái điện thoại của chúng ta tải được cái ứng dụng này về. Sau khi đã tải xong thì chúng ta sẽ thấy cái nút là mở, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Và lúc này để mà tham gia một cái cuộc hội họp của hệ thống của chúng ta ở trên Zoom rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc nhấn vào trong cái nút là tham gia cuộc họp, sau đó nhập cái mã phòng. Mã phòng phổ biến của đội nhóm của chúng ta sẽ là 760-760-4567. Tùy theo từng cái chương trình, có thể có một số cái mã phòng khác nhau bởi vì đôi khi hệ thống của chúng ta sẽ tham gia chung với lại những hệ thống khác. Nhưng mà thường thì sẽ là cái mã phòng này ha. Cách tốt nhất là khi mà các bạn nhận được cái chương trình á, thì mình xem ở trên poster, xem ở trên cái bài đăng á, là có diễn ra qua Zoom hay không. Nếu diễn ra thì diễn ra thông qua cái mã phòng nào, mình hãy đọc kỹ thông tin là được ha. Sau khi mình nhập được cái mã phòng rồi á, thì mình sẽ đổi tên lại. Như các bạn đang thấy ở đây nè, cái tên đang để một cái tên mặc định là của Samsung SM gì đấy thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Sau đó mình sẽ nhập tên theo cái quy chuẩn của hệ thống của chúng ta. Ví dụ như các anh chị tên là Vân thì mình gõ tên Vân vào. Kế đến mình sẽ gõ tên của tuyến trên Platinum để mà ban quản trị họ nhận diện được là các anh chị thuộc cái nhánh nào ở trong hệ thống FCT này để mà họ duyệt các anh chị vào ha. Ví dụ như các anh chị là tuyến dưới của Tâm thì các anh chị sẽ gõ cái danh hiệu của Tâm là Founder Platinum này, kế đến là Tâm. Rồi, như vậy là ban quản trị họ sẽ nhận được cái nhận diện là anh hoặc là chị Vân, tuyến dưới của anh Tâm đang muốn tham gia vào trong cái cuộc họp này. Và bây giờ mình sẽ nhấn vào trong cái nút tham gia này ha. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình tải cái ứng dụng Zoom về máy, cho nên là điện thoại sẽ hỏi một số những cái quyền. Ở đây là gì ạ? Quyền có cho phép mình gửi cái thông báo hay không? Thì giống như các cái ứng dụng khác thôi, khi mà mình tải về á, kể cả Facebook nè hay là Zalo nè, lần đầu tiên mà mình khởi chạy á, là nó luôn luôn hỏi xin mình những cái quyền như thế này. Thì cái nào mình cảm thấy nó thoải mái, không có ảnh hưởng gì tới cá nhân của mình á, thì mình cứ cho phép ha. Rồi, lúc này các chị đang thấy gì đây ạ? Một cái câu thông báo là người chủ trì đã tham gia, chúng tôi đã cho họ biết rằng bạn có mặt. Thì lúc này á, là chúng ta đang đợi ban quản trị họ duyệt mình vào. Các anh chị không thấy tín hiệu, không thấy video, không thấy cái hội thảo gì đang diễn ra á, thì các anh chị cũng đừng có hoang mang ha. Mà lúc này ban quản trị đang duyệt cho các anh chị vào. Bây giờ ban quản trị sẽ duyệt cho các anh chị vào và các anh chị quan sát thử như là trên màn hình nó có cái gì thay đổi nè. Rồi, các anh chị đã được duyệt vào rồi. Và lúc này Zoom lại hỏi cái gì đây? Cho phép Zoom tìm, kết nối và xác định vị trí tương đối của các thiết bị ở gần. Thì cái việc mà mình cho hay không cho là chuyện của mình ha. Nếu mình cảm thấy thoải mái, không vấn đề gì hết thì mình cứ nhấn cho phép và ngược lại. Kế đến, Zoom lại hỏi một cái quyền tiếp theo là có cho phép Zoom thực hiện và quản lý cuộc gọi điện thoại hay không? Thì trong tình huống này, Tâm nghĩ rằng là các anh chị phải nhấn vào trong nút cho phép bởi vì cái ứng dụng này á, nó có liên quan nhiều tới cái việc gọi điện thoại. Rồi, và như vậy là các anh chị đã vào được trong phòng họp rồi. Còn cái chuyện là bây giờ màn hình nó đang tối thui nè, nó chỉ có cái logo FCT nè, bởi vì chúng ta đang không ở trong một cái cuộc họp thực tế của hệ thống mà Tâm chỉ đang mô phỏng để mà quay lại hướng dẫn cho các anh chị thôi. Còn nếu như mình đang trong một cái sự kiện thực tế đó thì các anh chị sẽ thấy các bạn đang nói, đang chơi game, đang chia sẻ màn hình gì đấy ha. Sau khi mà mình tham gia vào trong cái cuộc họp rồi á thì mình cần làm gì tiếp theo ạ? Thứ nhất là các anh chị lưu ý nè, ở cái nút mà bỏ tắt tiếng nè, đấy, nó lại hỏi cái quyền tiếp là cho phép Zoom ghi âm không? Mình có quyền chọn một trong ba cái phương án này ha. Và thông thường các anh chị lưu ý như thế này nè, ở lần khởi chạy đầu tiên, cái lần tham gia hội họp đầu tiên á, khi mà các anh chị chưa có thao tác rành á, thì nó thường hay xảy ra một cái vấn đề, đó là
mình thấy người ta nói thao thao bất tuyệt luôn nhưng mà mình không nghe thấy một cái âm thanh gì hết, là bởi vì ở cái nút mà biểu tượng có hình micro này nè, nó không có cái dấu gạch đỏ này mà nó có một cái dấu giống như là dấu chấm than vậy đó. Thì lúc đó các anh chị vui lòng nhấn vào trong cái nút chấm than đó và cho phép sử dụng audio, tức là âm thanh ha. Thêm một cái lưu ý tiếp theo về một cái lỗi thường gặp, đó là chúng ta không có đặt tên đúng theo quy chuẩn. Vậy lỡ như mà mình đặt tên không đúng quy chuẩn á, thì bây giờ mình sẽ đổi tên như thế nào? Bây giờ mọi người sẽ nhìn theo cái thao tác của Tâm ha. Từ cái thanh công cụ ở phía dưới nè, cái biểu tượng thứ ba từ trái đếm sang, các anh chị nhấn vào trong cái biểu tượng thứ ba này là người tham gia. Rồi cái đầu tiên của chúng ta là bản thân mình nè, thì các anh chị nhấn vô. Và trong đây nó có hai cái tính năng là giơ tay với đổi tên, thì các anh chị nhấn vào đổi tên. Trong tình huống này các anh chị muốn đổi thành cái tên gì đó thì mình gõ vào ha. Ví dụ như mình tên Như nè, mình thuộc tuyến của anh Nhân chẳng hạn đó. Ví dụ vậy mình gõ OK thì lúc này mình đã đổi được cái tên theo mình mong muốn ha. Rồi sau khi mình đổi tên xong rồi, mình muốn thoát trở lại để mà mình coi hội nghị thì sao? Mình nhấn vào trong cái nút đóng. Như vậy là mình vừa đi qua những cái bước cơ bản nhất là tải ứng dụng Zoom về, tham gia vào trong một cái hội họp, kết nối âm thanh, đổi tên. Các bạn cứ thử làm theo và nếu có gặp những cái khó khăn gì á, thì có thể bình luận ở bên dưới để mà Tâm hỗ trợ giải đáp ha.